છે એ નિતામ સામ જોએ મંકી મંકી ટ્વેન ચોંકી સુતો ચોંસી ચોંસોબી રુઈ ક્વાલી વી વિવનવા વે વા ચોંબુઈ ઈબાન કિ ચોંગે ઉઈ હાન કી કી કાન ને ચિક ચોપ ચી કુ પાન તા Nè, chúc chế an toàn thiên diện chân chia sẻ làm thiên lúc mưu sẻ thiên dịch vụ sau bị sử vệ sinh là có trong số bị trong số trong số bị ông ơi số bình trong mục mục ý trăm trăm mục chủ yếu e soi đứng hàng theo quy chuẩn đứng đúng theo quản lý quy và nhà định nước chung quản của lý ủy này ban ý nghĩa ban là gì ban cái ban quản lý, ủy này ban quản lý là quản lý ủy này ban quản lý ủy ban huệ. Bộ yếu tố sau ban quyền này ban Ban quản lý ban môi trường 하면은 환경 quyền này ban môi trường ban môi ban trường Ban môi trường quyền này ban con Ban môi ủy trường môi trường môi trường á, môi trường môi trường Ban môi môi trường trường Ban môi trường con con đây là ban quản lý mà, ban ban quản quản lý lý 그러면 예를 quay들어서 lưng우연해 luôn반 ủy ban Joseph 청소 우연해 trong sơ ủy ban huệ. ban Joseph Thế ban quản lý, ban môi trường, ban 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 uyên gì, À. ủy ban huệ Nè là ban 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 nè nè tức gì ban nhỉ đó. nè 알겠어요 한국에서도 Ban ban 쓰는 말 있어요 nhà nước 정부 trong vũ mà chẳng rồi nhà nước 적재 판토한 이냐 라지 là trịch chóc chi cứ phan đã chốc 직접 직접 알겠어 첩째 직접 탄토한 지급하다 주다 탄토한 주다 지급하다 오케이 지불하다 지불하다 첩째 고태유 5.7 좀 좋죠. 5.7 알로 5점 남겐 바이 좋지. 시설에 대한 별첨에 명기된 재산을 보관할 책임이 있고 주택에 있는 재산에 대한 하자가 발생된 경우에 을은 시정 조치하거나 갑에게 원상태대로 배상해야 한다. 네, 시설에 대한 별첨에 명기된 재산의 보관할 책임이 있고 주택에 있는 재산에 대한 하자가 발생되는 경우에 을은 시정 조치하거나 갑에게 원상태대로 배상해야 한다. 네, 땡 뱃. Tiếng Việt là có trách nhiệm bảo quản tài sản theo bản kê như khi bàn giao. Nếu có hư hỏng đối với các trang thiết bị trong căn hộ, bên B có trách nhiệm sửa chữa hoặc bồi thường trả lại cho bên A như đã bàn giao, ngoại trừ những hao mòn tự nhiên. Có trách nhiệm bảo quản tài sản theo bản kê như
Thì bàn giao nếu có chủ phòng tối với các trang thiết trang thi thiết vì trong căn hộ bên bè của các nhà số chua hoặc bồi xuống trải lại chỗ bên á như là bàn giao ngồi chụp những hào môn món tứ niệm à, cô trách nhiệm Check trách in, nhiệm à, trách nhiệm check bao van in, vô quan bộ vô quan tài sản là tài sản quan, đều ban về ban chế dòng ghi tên đây là đủ khi ban giao khi khi bằng vào quý nhà bán giao là gì? bàn vào là bàn giao là cái giấy tờ, cái bảng bảng kê các danh sách đồ, các đồ dùng trong trong nhà đấy. Và khi khi mà có khách bên A, bên bên B thuê thì À, bên nào? À, bên bên nào? A sẽ nghĩa là bên sẽ chuyển hết những cái đồ đạc đấy cho bên bên người thuê. À, À, tiếng Hàn đồng không chí biết tên, nó. bàn giao, ký lục, khi bàn giao. À, ok, như cho rằng, bàn giao. Như, anh ta miền, có khu hông, thì có khu hông là 하자. 망가졌어요. Hư후홍. hỏng á. Hư hỏng á, hư hỏng. 하자. 망가짐. 망가져요. 망가졌어. 고장났어. 고장났어. 후홍. 고장 났, 고장 아. 났다. 아, 후홍. 네. 또이 보이. 또이. 아. 각 장비. 미중 간호 아파트에서의 재산 여러 가지가 하자가 있을 때는 있다면 담배 임차인은 뭐 장례 책임 있어요. 도와 고쳐야 돼요. 도와 네, 또는 맞아요. 보이중 잘라이 다시 사야 돼요. Hoặc bồi thường, sửa chữa hoặc bồi thường,교통 잘 trả lại lại là như bồi đã thường. Bồi thường này căn rồi là bồi thường này như là bồi thường à bằng bằng tiền mặt đấy. xin chào chị à ngồi Bột chữ những thao bột thao phi đá. nhiên à, vốn lên đỉnh vốn lệ tự nhiên vốn sang thế Quần sang thẻ à là bàn bán bồi cháu thường trả lại cho bên A như đã bàn giao à bán giao trạng thái, bán giao như đã bàn giao tức ok là trạng thái cái tình trạng ấy, tình trạng ban nè đầu, tình trạng ban đầu. ok có thể hiểu như đã bán giao vốn sang thế처럼 집주인에 의해서 갖고 놔야 돼요 ngồi chiếu là nung hào mong tu nhiên ý nghĩa là gì Tự nhiên đó, ham mòn tự nhiên là trà yon kudero mô à, à thayan kudero nhưng ham mòn ngồi tự nhiên ngồi chữ ý nghĩa là gì ngồi chữ mà trừ là chè huê, à ok chè huê à, à ngoại trừ là huê tre à, nè huê tre, à huê tre nè chế nè huy.나중에 부동산에 대해서 더 해요. 더 하고 이거 발음, 시행벨 발음 nhạc kịch chống nổi ngày ba tăng tăng 무슨 발음인지 알았어요? Thật sự mà đây chủ sở.
nhất chi chốn nổi ngài bài tàng tâm. Ngày 7 tháng 8. Nhất chỉ chốn Nhật nổi ký. chốn nổi ngài bài tàng tâm. Nhật ký. Nhất chỉ ilgi Nhật ký. ilgi ilgi Ừ, uy ký. ilgi À, 발음 y ký. Y à ký. nhạc chỉ 맞아요 발음 Em mà sao nhật ký. nhạc chỉ à nhạc chỉ 지역 노인은 알겠어요 지역 노인 Nhật ký chương. chương nổi nhắc chị chương nổi cô ta đã được xem có thể yêu không có không thể Chức chương nổi. nổi mục sori sori Một ok sorry. chương nổi Một sorry. nè sori chương nổi chương nổi 아니에요? 소리 뭐라고 해요? 베트남어로 소리. Sorry. Sorry là sorry là tiếng nói à? À, giọng nói, giọng nói. Nhạc chỉ giọng nói. 소리 일기, voice diary. 소리 Sorry. 일기. 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 일기.
알아요? 나이파이. 알겠어요. 뭐예요? 띵한? 7일 7일, 7일. 7일 땅땀, 땅땀. 8월 8월 7일, 소리 일기. 얕기 소리 영어의 나이 빠이 땅땅. 네. Happy tiếng nói. chúng ta cô phát đàm tôn nhất 뭐라고 했어요? Chùa Thiền Viện chúng ta có thể giúp chúng ta. phát đàm của thiên việt chúng ta có thể giúp chúng ta cô để cô phát âm tốt nhất. 일단 chủ đề là phát âm của tiếng Việt. Phát âm tiếng Việt từ chân Nam bài Yeah, 맞아요. 그렇게 얘기했어요. 근데 내가 잘 얘기 안 해서 이상하게 나왔는데 phát âm인데 phát âm 이렇게 얘기는 phát âm 했어요. 구아 tiếng Việt. Chúng ta có thể chứ chúng ta để cố phát âm tốt nhất. 알겠어요? 중다 네, 고태죠. 알겠어요. 한국어로 뭐라고 해요? 그럼 Phát âm중다 고태죠. 중다대고 바람 돈 nhé. chúng ta có thể giúp중다대phát고 âm tốt nhất.바람 돈 nhé. 돈 nhé. Chúng ta có thể giúp nhau phát âm tốt nhất. 한국어로 뭐라고 해요? Chúng ta네. 우리는 서로와 네. 좋은. 가장 좋은 발음 네, 발음을 도움이야 줄수 있어요. 주라 도울 수 있어요. 받도록. 도움의 볼수 있어요. 맞아요? 그 쓰고 TNS로 있어요. 하면 어떻게 할수 있어요? 우리는 서로 좋은 발음을 가질 수 있도록 도와줘요. 탱벳. 이니 탱벳. 도와줘요. Tiếng Việt là chúng ta có thể giúp giúp nhau phát âm
phát âm tốt nhất. À, ok. Tiếp theo. Nè. Nè. Thì chúng ta còn trao đổi những tập quyền chúng ta. À. Khi chúng ta làm trao đổi nội người cấp chuyển thì có ý hết rồi không? Không. Thì chúng ta làm trao đổi nội người trao đổi nội người cấp chuyển Trao đổi ngôn ngữ. cấp chuyển Trao đổi ngôn ngữ gì? trao đổi tôi trao đổi nóng nữ trước thuyền Nè. thiên hàn buổi đó Trao đổi ngôn ngữ trước. thuyền thuyền Trước. nhé Trên. trước thuyền Trước tiên. Trước tiên á. online Trao đổi ngôn ngữ trước tiên. online À, trao đổi ngôn ngữ online. Yeah, online. Chào đón nông Online. nu, chào đón nông nu, thiên an bất No tử. kiểu hoàn. Online, ở nông kiểu an. Hãy trẻ, À. kỳ nên kỳ, tí ai ni bộ kỳ. Kỳ. Kỳ chúng ta làm chào đón nông nữ trực tuyến. Trực tuyến à, trực tuyến online, Thức thuyền, nè. trực Thức tuyến. tuyến online, Là on no kiểu hoàn. bộ phát âm Ờ là quan trọng khi chúng ta on no kiểu làm hoàn à, online on no kiểu hoàn à hai t nè nè thì bài rơm. Bài rơ mi quan trọng chúng yêu. ê Chúng ê yêu. Éo. à phát âm là quan trọng nè nè thì cứ phát âm ý 중요해요 Bài tiếng rơ mi chúng tiếng Việt yêu. bao gồm Khi chúng ta trao đổi ngôn ngữ trực hả tuyến thì phát âm là quan trọng. quan trọng à ok yes sir nó nhiều tiền về tiền ăn thì bạn tiền ăn sao tôi đã nói về chủ đề và tiền về Cần sao 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 tôi đã nói về chủ đề bằng tiếng Việt bằng tiếng Việt ở đây không bằng tiếng Việt bằng tiếng Việt, chủ đề bằng tiếng Việt đó, à chủ trên nên mình thứ năm mới đó. 맞아요 맞아 이야기했어요 tôi đã nói về 반에서 나가 내가 베트남어로 주제에 대해서 얘기했어요 얘기한 후에 후에 싸우 tôi 얘기했어요 đã nói về 주제 방 땡배 주제라 바람, 바람 또 Nhật, 바람, 바람 또 Nhật, 바람, 바, 바람 또 Nhật, 좋은 발음. 좋은 발음. 네. 저희 곳에 또 뉴스 또 탁. 또. đối tác mùa tôi có Đối tác á? à Đối tác là bắt chân nhỏ. à mà đây mà tôi tập phát nào thì sao tôi có thể trước tôi tác để có phát âm tốt nhất cứ phát Để nào có gà bắt chân sau đó phát âm chú cái Lý는 내가 또 있고 바람 또 냐, 바람 땡볕 또 냐. 내가 베트남어 발음 좋게 가질 수 있게
도와줄 수 있어요. 그러니까 또이 꽃에죽 아, 아, 있어요. 엠, 원해 있어? 네, 고, 바람, 돈, 바람, 땡한, 돈냐. 나는, 돈냐? 아, 리가 한국어 발음 더 좋게 가질 수 있게 도와줄 수 있게. 잠깐만요. 그렇게 네네. 네네네. 아, 그거는 안 해요. 네, 옛날에 했어요. 네. 아, 오케이. 아, 야. So, 충따꽃에 쭉, 아, 궁야오. 네, 꽃, 바람, 떤냐. 맞아요? 아, 네, 맞아요. 아, chúng ta 그래요. có thể giúp nhau phát âm tốt nhất. 예, 그래서 나는 리가 한국어 발음 잘할 수 있게 도와주고, 리는 내가 베트남어 발음 잘할 수 있게 도와주는 것을 아, 같이 연구해 봐요. 링구, 링구. 그거는 일단은 나도 지금 이렇게 말한 거 리하고 얘기를 할수 있잖아요. 아? 내가 지금 네. 말했어요. 도이다 노이베 주델라 빠담돈냐. 근데 말이 발음이 좀안 좋은 거 리가 얘기해 줄수 있어요. 보테 노이 에베 빠담 과도이 과문 과민 아 설명해 줄수 있어요. 그리고 마찬가지로 리도 한국어 녹음해요. 한국어 네. 아 녹음 마. 한국어 녹음해서 아 같이 내가 발음 얘기해 줄수 있어요. 도이 꽃에 즉엠 데코 바람 땡한 돈냐 아기엠다 노이베 자우 가우추엔 쿠아 땡한 한국어로 이야기 녹음해요. 녹음 말한 거 꽃에 녹음하면 녹음할 수 있어요? 꽃에 네, 에 아, 녹음할 수 있어요. 아 그러면 녹음. 한국어를 조금 녹음을 해서 보내주세요. 엠 꽃에 조 녹음된 한국어 보내주면 내가 같이 해서 내가 녹음한 거, 그다음에 네가 녹음한 거 해가지고 같이 발음 같이 공부할 수 있어요. 네, 조금 더 해볼게요. 네. 녹음. 네, 마. 아. 녹음 언제? 아무 때나. 주제와 언제? 녹음. 아무거나 녹음해도 돼요. 예, 아. 주제. 엠 꽃에 꽃 주제. 엠 꽃에 가우 가우 추엔 이야기할 수 있어요. 이야기해서 한 짧게 지금 내가 하는 것처럼 또이다 노이 베 주델라 바람 돈냐 와 땡볕 이것처럼 리도 뭐 하나의 주제 예를 들어서 뭐 주제 날씨 더위 히트 더위 히트 날씨 날씨에 대해서 이야기해요 한국어로 땡땡한 한국어로 이야기해 녹음하면 내가 그거 듣고 도이 꽃에네 앤 도이 꽃에 지역 네. 아아 지역 안엠데코 바람 돈냐 워 팅한 네. 오케이 예 그렇게 할수 있어요 그러면 훨씬 더 공부 효과 있어요 효과 고 효과 네. 공부하는 게더 효과가 있을 수 있어요. 왜냐면 발음 중요해요. 자, 팟담라 관종.
좀, 낸 중다 렌탑바삼. 답 발음. 네, 오케이. 네, 오케이. 뭐냐? 근데 또 사탕 뭐냐? 그러니까 또 지금 제대로 네, 찍혔어요. 근데 똔냐 안 했는데. 빠땀 똔냐 했는데. 아, 내 마음은 녹. 그러니까 잠깐만요. 또 빠땀 똔냐. 또이다 노을들 근데 만생은 또이고 빠땀 똔냐. 어떡? 늑마 꼴딱 도와가는 눈 꽃에도 또이 꽃 화창 떴냐 빠암 떴냐? 하지만 발음 안 좋아요. 오케이. 아니야 제가 이 내야 제가 들을 때 이해돼요. 아, 이해됐어요? 이해했었어요. 오케이. 덩러이 좋아요. 오케이. 조금 더 볼게요. 네, 어떻게 요? 또이 딱 왔다오는. 또이 딱 도이 딱그 파트너 따로 농누 언어 교환 파트너를 도울 수 있어요. 아이 폭행한 소이버테 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 뷰 소이탁 아이 폭행한 네폭 사탕 소미야 이 둘다 그다음 다음으로 이 뜻은 생각 또 대체로 중요. 아, 이거, AI로 네. 조열을 봤어요, AI로. 그래서, 다시, 생각 반응은 다음으로. 잠깐만요. 또, 이거, 냐? 냐? 하면 음악이죠? 원래는 내가 냐끼 하려고 했는데, 경로 하려고 했는데, 냐지라는 말 나왔어요. 오늘 인터넷이 좀잘안 돼요. 인터넷 인터넷이 이상해요. 요 감업감 네. 아, 인터넷 인터넷 라지 석주엔 라 인터넷 라 인터넷 인터넷 네, 킹벳 인터넷 뭐예요? tiếng Việt thì gọi là măng 망 măng 사 호이 망 măng 망망 망러 망이 이상해요. 망그 인터넷 망안 좋아요. 홍떡 망망 감옥 아 오케이 아 그 오늘은 여기까지 할까요? 아, 네. thế còn nộp cơm mình thì mẹ mẹ à mẹ y mẹ y nộp cơm héo네. nộp녹음해서 cơm 보내주세요, 나한테. 네
보내 gửi vào đâu? 어디서 보내 해요? 아, 그냥 페이스북으로 보내도 돼요. 페이스북? 아, 아니면 이메일로 보내도 되고. 페이스북? 아, 응, 예. 이메일로, 네, 이메일로. 이메일 있어요. 이메일로 보내도 돼요. 이메일로 좋아요. 보내주세요. 오케이, 오케이, 오케이. 네, 그러면 녹음해서 1분이면 1, 2분 괜찮아요. 몇 분? 몇 분? 2분? 예, 2분 한 1, 분. 2분? 예. 그럼 예, 괜찮아요. 오케이. 발음 서로 도와주는 거니까 많이 안 들어도 괜찮아요. 조금씩 조금씩. 예. 네, 오케이. 알겠어요. 네, 알겠습니다. 수고했습니다. 네, 수고하셨어요. 바이바이. 네, 바이바이.